Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ hiển thị số người theo dõi ở trên trang Facebook cá nhân một cách công khai nha. Và các bạn lưu ý đây là số người theo dõi thật chứ không phải là số người theo dõi ảo mà chúng ta tự tạo ra đâu nha. Thì để bật được hiển thị số người theo dõi công khai ở trên trang Facebook cá nhân, đầu tiên thì mình sẽ mở ứng dụng Facebook lên. Và các bạn thấy là trong tài khoản Facebook của mình thì có 395 người theo dõi và nó hiển thị công khai ở đây. Và nếu như mà bạn nào không có cái phần số người theo dõi được hiển thị công khai ở đây thì các bạn sẽ tiến hành là bật nó lên bằng cách là các bạn sẽ mở Facebook, sau đó các bạn sẽ bấm vào phần trang Facebook cá nhân. Và ở trong cái giao diện trang Facebook cá nhân này thì các bạn sẽ chọn là phần đó là chỉnh sửa chi tiết công khai nha. Rồi, tiếp theo các bạn kéo lên. Nó sẽ có cái mục là chi tiết, các bạn bấm vào phần chỉnh sửa và các bạn tiếp tục kéo. Ở đây nó sẽ có cái mục là người theo dõi và nếu như mà các bạn vào cái mục này các bạn thấy là cái phần này nó chưa tích như thế này thì nó sẽ không hiển thị và các bạn sẽ tích nó vào, sau đó các bạn nhấn vào phần lưu. Đó, thì lúc này các bạn sẽ ra và các bạn load lại thì nó sẽ có hiển thị được cái số người theo dõi công khai ở trên trang Facebook cá nhân nha. Ngoài ra thì các bạn thấy là ở đây mình có 9 triệu 999.999 người theo dõi và đây là cái số người theo dõi ảo mình đã thêm vào. Đó, còn đây là số người theo dõi thực mà mình đã hiển thị ở trên trang Facebook cá nhân. Và như vậy là trên đây là mình vừa hướng dẫn chi tiết các bạn cách chúng ta sẽ hiển thị số người theo dõi một cách công khai ở trên trang Facebook cá nhân của chúng ta.